Rồi chào anh em nha. Hiện tại đây mình đang mới nhận một cái ca chiếc khách AB này, là chiếc AB Thái nha anh em. Cái chiếc AB Thái này hiện tại nó đang bị lúp rồi, bị lúp, và anh khách ảnh bỏ không nay mấy tháng anh em nhìn nè, bụi luôn nè, mạng nhện đóng luôn nè, đó mạng nhện đóng đầy hết luôn nè, tới sau luôn anh em, mạng nhện còn mạng nhện luôn nè. Thì chiếc xe này con khách là ảnh ở trên giáp ranh với Đức Huệ nha, bánh lít giáp ranh với Đức Huệ. Thì anh em thấy tại sao xe mang xuống tới đây mà còn mang nhện đúng không? Anh khách anh bỏ những cái xe tải anh trả xuống nha. Thì xe này hiện tại là giờ là không nổ máy được, lúp. Thì mình sẽ anh bỏ cho mình đại tu phần máy, thì kiểm tra tổng thể lại hết. Thì mình sẽ gớt gã ra cái xe này, cái xe bên trong nó đang bị nặng nhẹ như thế nào nha anh em. Đó, trời đang mưa rồi nên để mình đẩy vô nhà rồi mình gã máy ra nha anh em. Rồi sau khi sạch sơ sơ gửi gái xong anh em thì cũng có test thử cái xe anh em, đề thì nổ nha. Rồi cái gán nổ rồi này. Đó, nổ lên thì một cái đít bô với gà khối như cái thuốc lào rồi, đó, thuốc lào rồi đó. Còn máy thì không có canty nha, mất canty rồi. Rồi không là để gớt ra anh em ơi, rồi báo lỗi luôn rồi nè, chết chớp luôn rồi. Đó, rồi giờ nó chớp luôn rồi nè, nó chớp lỗi rồi. Coi nè, quá khứ nó lỗi gì vậy? À lỗi cái van không tải. Rồi ok. Rồi đây anh em ơi, ngỡ ngàng tưởng đâu được gã con xe Vin ai về, con xe này là có bung máy rồi, cái bung đầu lòng rồi đây, cái dấu ron đây là có chiếc keo rồi nè. Đó. Thì đây, bê tông nè anh em. Nó bị xước nặng ở trên luôn, cạo ở trên. Lớp ở trên nha. Đó. Trong mà dên là tới luôn rồi. Xe này mình có xuống làm nguyên con nha anh em. Đó. Đây. Mạng cam. Còn tốt, anh em cứng chưa thấy gơ. Nhưng cái này đây gơ rồi. Cái gơ cái không gơ. Trong là kiểm tra xe thì mình làm toàn tổng thể nha anh em. Như mấy cái cao su chèo máy rồi mình anh em đâu nó nứt là mình rớt xuống là mình thay cho anh em luôn nha. Cái nồi này của chủ xe thì cũng có, người ta cũng có làm rồi, nói chung là hết mất zin rồi anh em ơi. Đó, đây bố chuông đóng sơ mi. Rồi dây go thì cũng có thay rồi. Chén này thì bi cũng có hết rồi. Rồi chén này anh em. Chủ xe yêu cầu làm ngon nguyên con lại cho ngon lành hết. Rồi. Cái này thì mình sẽ làm hết thực phần nha anh em. Rồi ok, quá trình thì mình sẽ gã cái dên đó em ơi. Cái này tệ quá, trong là tưởng đâu được con xe zin cho anh em coi, nó đã mắt rồi, gặp con xe này hết thái zin rồi. Rồi. Rồi mình tìm ra cái nguyên nhân mà xe này nó bị lúp anh em. Là đây nè, trên cái bầu gió nè. Anh em coi nha, gỡ cái bầu gió anh em cho anh em xem là đây. Đó, bên trong nó đất cát gì nè anh em. Thì là đủ hiểu rồi là nó lúp từ chỗ đâu ha. Lúp là do bị đất cát này vô xong gây ra mòn bạc bê tông, rồi đốt nhớt, cạn nhớt xong thì gây ra là bị lúp cháy nha anh em, xước lòng luôn. Nguyên nhân bị á là không phải nó bị lủng nha anh em, mà là ở ngay cái ống xả này, cống thoát hơi này nè, nó có một cái cục cao su đen, cái cao su màu trắng chứ nè, màu trắng, cục su trắng á, trồng vô đây nè. Nhưng mà cao su này nó bị mất rồi, nên là nó hút bụi từ đây nè, từ lỗ này nè, nó hút lên đây nè em, đó. Nó rất là dơ luôn nha. Ở ngoài này thì nó có cái cục cao su đen nó che lại, thì nhưng mà ở ngoài này nó mất cũng không sao anh em, cái cục cao su đen mất không sao, nhưng trên xe những tất cả những bầu gió luôn á đều có một cái cục cao su trắng, để mà gọi là khi mà anh em bị dầu nhớt hay nước á là nó sẽ chảy về đây, nó sẽ động ra ngoài, cho nên là anh em sẽ bị không thấy nha. Đây mình qua mình cho anh em coi cái chiếc radio này nè, để anh em dễ hình dung nha. Đây nè, đó nó sẽ có con này anh em, nó có cái này nè, mà cái xe đó mất cái này rồi. Cái ở ngoài này thì anh em có cũng không sao, mất con nói chung là có thì tốt, không có cũng không có ảnh hưởng nhiều. Thì ở đây nó hút vô thì ít ra nó cũng qua cái bầu gió nó cản lại. Còn cái này á là nó hút, nó không có cái này là nó hút vô, là nó hút thẳng vô trong cái phần mà bầu gió nha. Cái này á thì mình gắn vô, cái này lát nữa xe kia mình sẽ mua một cái miếng ống trắng này anh em, mình gắn vô anh em. Cho anh em coi cái trong cái hồng ga nè. Đó, này thấy không? Đất cát nè, đó nó đóng gì nè anh em, làm anh em khắc phục xong mà cái bầu gió này mà không khắc phục á
là chạy một thời gian là nó sẽ bị lại nữa. Chứ cái này là không có bị lủng cái bầu gió mà do bị mất cái ống nước xả. Rồi chiếc AB này thì cái tay dên này thì mình thay lại tay anh em, hai bàn đạn dên đầu thì thay lại xúc bắp, lồng này sấy. Bít tông bạc này là sấy cốt một nha, bữa nay mới cốt một à, nghĩa là trước đó có rước rước đầu lồng nhưng mà không có sấy sấy bạc cốt tông. Đó, như là xe này gọi là vẫn còn trước đó là còn cái trái zin, chắc thay gớt xuống là xuống bắp làm sao á. Rồi thì chung là làm đại tu full hết anh em, gòn xin phốt đồ là thay là hết nha, cốt nước phun nước xin nắp đầu vậy đó. Nói chung là xe này là làm full lại hết, bảo dưỡng luôn cả hệ thống phun xăng FI, kiểm tra lưới lọc xăng. Còn cái nầu thì để mình hỏi anh chủ xe mà nó có muốn cần làm thì mình xử lý luôn anh em, nhưng mà tùy theo nhu cầu anh em, làm muốn đồng bộ mình làm luôn một lần. Rồi để cho mình gắp máy anh em. Rồi chiếc AB Thái này là mình xử lý xong rồi anh em, nó máy móc giờ là con lành hết nha anh em. Chỉnh gu ra tiền chỉnh nhừ thì thầm thôi. Thì cái chỗ bầu gió này nè, hôm bữa là nó bị mất cái ống anh em, thì nay mình đã lắp lại ống rồi nè. Đây thì sẵn chia sẻ với anh em để anh em nào đi xe anh em lưu ý nha. Thì ở trên cái bầu gió mình nó sẽ có hai cái ống thở ở dưới này, cái ống của cái nắp ốp ngoài thì cái ống thở màu đen này nè, thì cái này đó là mình bóp là nó hở ra nha anh em. Còn cái ống trắng trong này nè, thì nhiều khi anh em đi xe anh em lưu không có lưu ý, tại vì nó nằm ở bên trong khuất không có thấy, lâu ngày nó bị hư sức ra rồi á, thì nhiều khi anh em nó đi xe bảo dưỡng kỹ mà tại sao bên trong nó dơ gì đó thì anh em để ý nha. Còn những xe đời mới sau này thì nó nằm ở ngoài anh em dễ thấy hơn, nhưng mà cũng lưu ý luôn, cái ống ở trong này nó lại nguy hiểm hơn. Còn ống này thì không sao anh em, ống này anh em có xúc á thì nó có cái lọc gió cản lại rồi. Còn cái ống trong này là nó đi sau lọc gió cho nên là nó nguy hiểm nha anh em. Rồi ok, clip đó đây nha anh em.